có tự tin em tìm kia nó nữa. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Buổi sáng hôm nay thì hôm nay là sẽ là ngày hửng nắng, sẽ chính thức là lợp mái cho nhà chị Ánh Sao để hoàn thiện chát phía bên trong nhà các bạn ạ. Sau 4-5 ngày mưa liên tiếp thì đây là một cái hôm mà thời tiết mình cảm thấy nó nhẹ nhàng, thoáng đãng nhất buổi sáng hôm nay các bạn ạ. Trời bắt đầu hơi hửng nắng nhé, không còn mưa nữa, ở đây không còn mưa, hôm qua thì vẫn mưa, đêm đến sáng vẫn mưa. Đến gần sáng thì vẫn mưa nhưng hiện tại thì đã hửng nắng rồi, mình nghĩ là thời tiết này là bắt đầu ổn rồi đấy. Thì cũng mong sao là trời đừng có mưa nữa để nước rút ở phía dưới kia để cho bà con đỡ vất vả các bạn ạ, ngập lụt cầu cống các thứ. Bây giờ là vào cái giai đoạn khắc phục hậu lũ. Hôm nay thì mình quay anh Quỳnh với anh Út sẽ hoàn thiện cái mái, xong là ngày mai mình sẽ lên trên bản để xem cái phương án khắc phục lũ như thế nào ở trên cầu chống trơ các bạn nhé. Đây hiện tại thì vào đến đây thì anh Quỳnh và anh Út cũng bắt đầu bắn được 1-2 tấm rồi các bạn. Nãy mình lên sau một chút. Ô, hôm qua. Thằng ấy ơi, cái gì nhỉ? Tên là gì nhỉ? Tươi. Lấy cái xô vữa lên chát lại cái kia đi, nhìn ấy thế, hôm qua không che à? Che rồi nè. Sao nó vẫn... Mưa giả tối đến tháng cơ à? Chát một tí vào cho nó... Cho nó đẹp tí, nhìn ấy quá. Mái này là... Đằng sau là 30 phân nhỉ anh Út nhỉ? 40 à? Đằng trước là 50 nhỉ? Sao hai ông này vướng nhau kiểu gì mà đi chả đi, đứng chả đứng này. Được rồi, để em lên trên đấy đỡ đầu trong một đầu. Ây da, làm món gì đây? Nấu miến tí. Hả? Nấu miến. Ây da, nấu miến cơ à? Ừ. Ăn sáng hay là ăn trưa? Ăn sáng. À, trưa ăn sáng à? Ừ. Ây da, xem đầu bếp này xem nào. Bệnh tật suốt thế này làm kiểu gì đây? Ừ. Đây là chỗ nấu nướng này, sao không nấu trên nhà bà mà nấu ở chỗ nhìn kinh thế? Đấy, đây là gọi là cái lều để mấy mẹ con ở. Ăn uống nấu nướng luôn. Quà uống trận rượu say quá, chị có nước thuốc gì ấy không? Cho nó dã rượu nhanh không? Có ở nội vòng, không mà không có cốc nhà. Đâu chỗ? Đây này cốc đi, có nước không? Nước của mẹ này. Ui, quà uống trận rượu cẳng quá các bạn. Vui ôm ổn thì cô. Mấy anh em nhân viên kiểu hôm qua cũng ít khách. Thế nên là dỗi thì rủ nhau uống rượu. Cả đầu bếp đều biết làm nồi lẩu đuôi bò. Ui, sáng không muốn dậy luôn. Đây là nước thuốc gì đây? Hả? Thuốc gì mới được chứ? Đau khớp. Đau khớp thì em bảo là thuốc giã rượu mà chị lại cho em đau khớp thế này. Nghe chú ấy bảo thế nhưng không biết là có phải không? Vải.
Đúng rồi. Cô con cún gọi về uống thì cũng không biết khi à, đau khớp vì cái thuốc nam có nhiều người ấy lắm. Ấy giờ mình phải nói là cái về cái thuốc nam mình bị đại tràng nhé. Có bà cô với bà tặng thuốc cho đấy, uống bây giờ để thành khỏi ấy. Kể cả uống rượu như này mà cảm giác như không bị đau này, rồi là đi ngoài phân nó nát nó lỏng không thành khuôn, bây giờ khỏi đấy. Công nhận thuốc nam hay thật, hiệu quả thật đấy. Mình thấy cái bài thuốc đại tràng đấy là hiệu quả, công nhận. Yeah. Ây da, đi đâu về đây? Chơi à? Pick up. Lên mái để xem hai đại ca bắn mái. Găng tay và chơi nhá, không đứt tay ấy. Sáng lợp xong rồi chiều xây thôi nhỉ? À xây chứ, xây bếp chứ. Nó chảy ra, nó chảy nó không ăn vữa. Móng bên bếp này thì đào xong rồi nhưng mà chưa xây được các bạn ạ. Giờ gạch kia nó còn ướt lắm. Không, đến mình nghĩ là đến chiều chắc là xây được rồi. Ui. Ấy ơi. Tươi ơi. Sao có vết nứt ở đây này? Hả? Cái này là à, cái này là ở đây đấy chứ nhỉ? Hình như là có cái lỗ mối hay cái gì mà nó vứt đáng đây, xong con vết nứt này giật cả mình nhá. Vết nứt này, ghê chưa? Tưởng nó nứt cả tảng thì nguy hiểm đấy. Đùa đâu. Nứt cả tảng là đi cả máy xúc luôn đấy. Cái này tí còn phải ấy nữa chứ đúng không anh? Phải keo nữa chứ đúng không? Không, cái này là đinh chống rột rồi. À, bây giờ nó lại ra cái loại này à? Loại xịn đấy, loại xịn sò à? Tức là à, nó là chống lật, chống xong rồi nó răng đen trên này nữa này. Ờ, nhè yeah. Một lớp báo luôn đấy. Chống báo luôn à? Một lớp xốp này. Bình thường nó chỉ cái đầu mũ không thôi. À, một cái lớp răng bé rồi, đây nó có hẳn một cái lòng đen dày. Ờ, nhè yeah. Long đen này, lớp mút này, xong lại lớp long đen trên nữa. Cái này nó chống cả giật lên đấy chứ đúng không? Đúng rồi, chống bão giật luôn đấy. À, Quỳnh đi cái gì nhỉ? Đi Yên Bái hôm ấy ra cây mấy? Hôm đấy có qua được cây mấy đâu, phía bên này cuối thôi. Ờ, cầu á? Bên này cầu đấy á? Cầu thôi. Ờ. Thế tưởng phải đi xuồng đi xiếc cái sang kia chứ. Xuồng không qua được bên suối. Nó à, to quá. Sông thì sông. Thì đấy là sông. Cái này nó cũng ngập hết đầu cầu rồi. À. Còn không đi vào cầu được ấy. Ờ. Cứ thấy quay lên flycam lên đội ngoài kia quay mà không nhìn khiếp thật đấy nhỉ. Lũ thế. À lụt thế. Nóng thế, nóng chân. Bỏng chân lắm. Nắng lên phát này là đúng chân đất là ờ. Đặc biệt này lắm. Đấy, cái này lúc đầu thì kế hoạch của mình là lợp tấm lợp, nhưng mà mình nghĩ là cái nhà này nếu mà lợp tấm lợp thì không thể ở được. Nó quá nóng các bạn ạ. Nó nóng quá nên là thôi đằng nào cũng ấy thì lợp tôn đi cho nó mát mẻ, còn cái bếp thì lợp tấm lợp cũng được. Bếp với cái hè các thứ thì có thể làm tấm lợp cũng được. Còn riêng cái phần này thì phải tôn. Mình làm màu xanh cho nó thân thiện, nhìn đẹp.
Ấy, súng, 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 súng. Cái này phải cắt qua đúng không? À. Tính vừa luôn cơ. Ừ, yeah, vừa đẹp luôn. Quỳnh không lên đấy để chơi mà cập nhật cho khán giả biết. Tắc đường để chơi chắc phải tắc mất hết đường rồi đấy. Khoảng một tuần không đi lại được rồi đấy. Năm 10 tắc ba chỗ cơ. Nhưng một chỗ thì mình còn không tạm đi được. Tắc nặng à, sạt nặng. Ừ. Cần kéo sang bên này. Đưa mạnh.
Đây hiện tại thì anh Quỳnh và anh Út đã bắn xong rồi các bạn ạ. Cơ bản là xong, bây giờ thì ra cố một số cái đinh vít để cho nó chắc thêm nữa thôi. Cách khoảng xem nào, cứ 2 mũi sóng là một cái đinh vít. Đấy, về phần ốp sườn này, nóc này, mái này cơ bản là xong hết rồi. Thì rất là gọn gàng, sạch, đẹp các bạn. Để tương xứng với nó thì khi mà hoàn thiện hết các cái tường bao vây quanh, chát chít những cái lỗ ráo, lỗ viết cái lại thì nhìn nó sẽ chắc chắn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Bây giờ mình di chuyển xuống dưới để xem hè, xem hiên rồi ở dưới nhìn lên như nào các bạn nhé. Bây giờ phía bên này nhớ là mưa thoáng không phải có mi nhé, đắp mi nhé, không mưa nó hất vào đấy. Hả? Hai bên kia không cần đâu. Chỗ này nó cộc mà phải có mi. Về bên dưới này thì nhìn từ bên ngoài có vẻ là nó thấp, nhưng mái nó thấp thiết nhưng không phải đâu nhé các bạn nhé. Cái phần bên ngoài này còn hạ xuống 20 phân này, cái phân này. Xong đi vào hè thì chắc chắn cũng phải thấp hơn cái nền nhà này. Ít nhất nó cũng phải tầm khoảng, tức là láng nghiêng ra. Nó cũng phải tầm khoảng 3 phân gì đó, đấy, láng nghiêng ra. Và đây, lợp xong cái mái thì các bạn nhìn nó được cái hành lang đi vào bếp rất là rộng, bưng bê rồi tất cả mọi thứ rất là rộng, đẹp. Đấy, khi mà đi từ nhà chính xuống bếp đây, đây cửa bếp đây luôn này. Đấy, cửa bếp ở đây luôn, mở vào đây luôn. Cái hành lang này rất là đẹp luôn. Mình thấy cái nhà này là một trong những cái nhà về thiết kế là nó gọn gàng, nó đầy đủ ấy. Rộng rãi nữa chứ. 50 m² mà sao bố trí cái nhà nó nhìn nó rất là rộng. Cái này nếu mới tính giọt danh ra nó không phải 50 đâu nhá. Tính giọt danh ra nó phải hàng thêm cái này mười mấy mét đấy nhỉ. Cái hè này này. Cái hiên này này. 10 mét à? Đấy, nó là lên hàng 60 rồi nếu mà đúng tính giọt danh xuống ấy. Còn cái bếp này nữa. 3. Cái ngoài này thì cào đi, còn ở đây thì bây giờ mình lấy máy xúc cào phát như này, xây bó hè lên. Bó hè thẳng cái kia ra. Cái bếp này là 3 1 chiều 3, 1 chiều mấy đấy? 12 m² nữa. 12 m² cộng với cái kia khoảng 3 m² nữa. 15 với lại 10. Bây giờ nếu mà tính tổng thể cái nhà này nó phải lên hàng cả nhà, cả bếp, cả vệ sinh nó phải lên hàng 7, xem nào, 50 cộng với 10 là 60, 60 cộng với 12 mét là đi 72, 72 cộng 3, 75 mét cơ. Thế là rộng rồi chứ, gần bằng nhà bình thường rồi đấy các bạn ạ, nếu mà tính quy đầy đủ các cái tiện nghi vào ấy, 75 mét vuông mà ở Hà Nội là tiền chục tỏi đấy. Ổn không? Cái này sau khi hoàn thiện hết mà chát chít vào thì nó sẽ đẹp. Hả? Ủa, bây giờ mà đục lại sợ ấy lắm. Không, phải lấy ghế lên chứ. Để được nhưng mà hơi cao. Bên này lại hướng ngay cái chỗ số này. Anh nghĩ là đôi được rồi. Bây giờ cứ đục đi đục lại này hỏng hết đục tường. Không đục nữa. Bị bật chạm. Bây giờ căn bản là cái cửa sổ này bây giờ còn làm lối thoáng đi nữa. Cái này anh nghĩ không cần này. Cái phòng này này, cái cần nhất là cái phòng to cái kìa. Cái phòng này thì nó bé, bây giờ mình cứ làm cả gác xếc vào sợ nó nhìn nó chật quá.
bịt thôi, cái phòng này có thể bịt đi, còn để đúng cái gác xếp ở cái gian trong này này. Phòng đã bé rồi cứ cơi nới ra thêm nhỏ ấy. Cái này có thể, à cái này nó lại liên quan đến cái cửa sổ nữa. Đấy, giống y chang như thế này luôn. Ờ, thôi thôi thôi, hai cái phòng này đừng để nữa, để cái phòng này thôi. Để cái này rộng rãi mà. Cái này để được một tầng như này quá là đẹp còn gì nữa. Ừ, phòng bên kia bịt thôi. Đúng rồi, nó ăn vào cái lỗ ô thoáng. Cái này thì mua 4 cái sắt về xong là có ván, có viết của nhà cũ ấy, cắt lấy lên cốt pha ấy, ghép vào, bắn đinh xuống, đóng đinh xuống. Ờ, thôi hai cái kia. Đúng rồi. Hai cái gác xếp bên này đừng để nữa. Để mỗi bên này thôi. Ôi! Ờ. Cái này mà nền nó sáng nữa thì nó rất là sáng nhé. Nếu mà có điều kiện mai rau mà gia đình có điều kiện nó sơn một cái nữa thì nó là đỉnh cao luôn. Siêu đẹp luôn. Công nhận thiết kế một cái nhà này nó thứ nhất là tiền nó cũng vừa phải mà nó đầy đủ công năng, đầy đủ các cái, mình nghĩ là nó không bị tốn, bị phí về diện tích các bạn. 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 căn bếp, nhà vệ sinh. Như này nếu mà ở nông thôn như này là một cái nhà, căn nhà gọi là có điều kiện đấy, căn bản đấy. Xong rồi quá. Rồi còn gắn keo cái chỗ ốp nóc nối. Ốp nóc nữa. Gắn keo. Nhưng mà cái keo có cái máy pin thì bảo anh Út cắt hai cái đuôi dài dài cái đi quá. Có đấy. Cho nó gọn, cho nó đẹp. Thì keo với máy cắt thẳng lên nữa. Ở giữa để khoảng 20 phân thôi. Nhìn nó mới đẹp. Đang đục cái ô thoáng các bạn. Ui. Cẩn thận nhá. Mở to quá này lại liên quan đến cái ấy đấy. Tường đấy. Này này, để này tươi. Đây này, lấy cái này làm cữ này. Tầm này thôi. Nó mới đẹp được, nó phải hình chữ nhật cơ. Ổn hết rồi quá.
Cái này nữa, cái này phải lên một viên nữa. Cái này bé quá. Ổn chưa? Đã hai đại ca ơi. Mù chế đó quá. Xong hết rồi cái gì? Đấy, cơ bản là buổi sáng hôm nay thì cũng may là có anh Quỳnh lên giúp. Anh Út thì đã bắn xong được cái phần mái các bạn ạ. Nói chung bây giờ là yên tâm là chát chít ở trong nhà thì không sợ nữa các bạn nhé. Ngày mai mình sẽ gọi anh Tuyến vào để hạ cái sân này xuống. Xong là chiều nay là chắc bắt đầu là Tươi với lại hai cậu cháu nó túc tắc làm cái bếp thôi. Mình cũng đã gọi thợ ở dưới kia rồi. Chiều nay không biết họ có lên được không. Lên được thì họ tham gia chat cùng thì cho nó nhanh. Giờ này chưa chat được đâu. Chiều nay xây cái kia thôi. Cái này về ngày mai chắc mới chat được. Cắt cái gì? Sao lại làm cái thang này để ấy. Thang này chỉ để trong viện bảo tàng đúng không? Cái thang này mà đi lại được đúng là chịu thật. Cái này nó lăn cho hồn. Còn... hả? Toàn dùng cái này hả? Hay gì à? Xong. Rồi, xong máy đây. Ok, vậy là phần mái của bé Sao hiện tại đã xong. Tối nay dọn giường vào đây mà ngủ nhé. Ngủ lán nguy hiểm quá thì vào đây mà ngủ. Làm thêm anh chồng nữa nhỉ. Yeah. Không á. Lấy thì sao sợ sao không lấy. Lớn rồi lấy rồi. Vậy đây bây giờ để tóc dài hay là cắt tóc hẳn đi đấy? Có cháy á? Có cháy nhưng mà ý là bây giờ cắt cái tóc ngắn này à? Xem là còn không, còn cháy không? Không thấy có đâu. Cắt tóc ngắn như này lấy đun nước nóng xong là lấy dầu gội về gội thường xuyên nó không ở được đâu mà. Nhớ là phải gội thường xuyên chứ đừng có ở bẩn nghe chưa? Ngày nào cũng gội tóc ngắn như này ấy. Ngày nào cũng gội không bao giờ có cháy được. Mình cứ lâu lâu mới gội nên nó chả có cháy. Hôm nay không đi chơi à? Ở nhà không à? Ok. Vậy là đã xong được cái phần mái rồi các bạn ạ. Còn cái cửa này hôm nào phải chát xong hết thì đo đạc sau thôi. Cơ bản vậy thôi các bạn nhé. Có lẽ là video ngắn ngắn để thông báo cho cả nhà là phần mái của nhà bé Sao đã xong. Mi này làm kéo đúng không? Mi á? Mi em đắp ở trên ô thoáng bát hay là thẳng ra xong là ở hai cái đuôi thì cho nó xuống khoảng 10 phân hay là 15 phân gì đấy xong cắt góc kiểu này. Đây kiểu này không làm chéo luôn. Chéo luôn như này xấu. Vuông theo cửa sổ như này này, xong rồi hai cái góc này em chỉ cần xuống một tí thôi. Làm cái mọng nước thôi. Tôi là chạy ở trong nhà. Cái gì anh bảo cái gì? Cái to tôi về đâu. À có chứ, có. Mang về. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập phim tiếp theo. Ngày mai là đi bắt đầu đi lên kế hoạch để khắc phục lũ cho bà con dần các bạn nhé. Cầu chống trơ ấy. Mù chế.